Phương. Chị lấy hết gì thế? Bọn trẻ con đâu rồi? Em đưa chúng nó đi học rồi. Hay là chị xin nghỉ một hôm đi. Em trông chị mệt lắm. Vậy đi xuống ăn sáng nhá. Em nấu xong rồi ạ. Chị cứ tiếp tục tình trạng thế này không ổn đâu. Suy nhược mất thôi. Chị xin. Chị phải vững để còn lo cho các cháu chứ. Cũng may là có cậu ở đây đấy. Không thì chị không biết xoay sở thế nào. Nhất là thằng Khang. Chị cứ lo việc đi. Để em tìm cách nói chuyện với nó. Chị đây. Ừ. Hôm nay chúng ta phải bổ sung để hoàn thiện nốt những chứng cứ mà Huyền đã cung cấp. Em nhớ mang hồ sơ đi nhá. 15 phút nữa xuống dưới chị sẽ đón. Chị ăn phở thấy thế nào? Ngon, rất vừa. Thế thì phải ăn hết đấy nhá. Dạ vâng ạ. Vâng. Em cảm ơn anh ạ. Dạ, dạ, em chào anh. Anh Hiền đang đi tỉnh, chiều muộn mới về. Nếu cần anh ấy có thể gặp mình vào cuối giờ chiều. Em nhắn anh nghĩ là mình đồng ý nhá. Chị không muốn mình đi sau Hồng Thanh. Alo. Cái gì cơ? Rồi rồi, được rồi, được rồi. Ok ok. Chị, chồng chị lại đến tìm Huyền rồi. Vẫn không gọi được cho cô Huyền chị ạ. Anh đưa cô Huyền đi đâu? Sao em lại hỏi anh câu đấy? Rõ ràng anh vừa đến gặp cô ta, bây giờ không thể nào liên lạc được. Đúng, anh có đến gặp cô ta. Nhưng sau đó cô ta có điện thoại và đi ra ngoài rồi.